con đường hòa bình, hành trình bình an. Càng sống, càng trải nghiệm, người ta càng thấm thía giá trị của bình an, càng trân quý hai chữ hòa bình và bình an, không còn là mỹ từ che đậy những con sóng ngầm chiến tranh. Hòa bình cũng không còn là vỏ bọc ngụy trang tham vọng chiếm đóng, thống trị, bởi kinh nghiệm xương máu mưu tìm hòa bình, kinh nghiệm gian khổ, lao nhọc để có bình an đã dạy chúng ta trưởng thành, khôn ngoan hơn để nhận ra con đường tìm kiếm bình an. Công trình xây dựng hòa bình không đơn giản, dễ dàng như thiên hạ từ lâu đã từng thêu dệt, lừa đảo, bịp bợm. Họ lừa bịp chúng ta khi vẽ ra bức tranh hòa bình bằng những cây cọ gian tham, những màu sắc ganh ghét, thủ đoạn. Họ đánh lừa chúng ta khi vạch ra con đường bình an thênh thang, hoành tráng, chóng ngợp đèn hoa. Nhưng rốt cuộc, chiến tranh vẫn tràn lan khi thế giới vắng bóng hòa bình. Bình an tuyệt vọng vẫn chiếm đóng khi bất an không có mặt trong rất nhiều tâm hồn. Lời hứa hòa bình, kế sách đem lại bình an, xem ra đều là những lời có cánh, những bánh vẽ khổng lồ lừa phỉnh, gạt gẫm quần chúng ngây thơ, nhẹ dạ, dễ tin. Giữa thế giới loài người loạn lạc vì ganh ghét, tranh giành, đố kỵ, hiềm khích, Thiên Chúa đã xuống thế làm người, giữa cuộc sống thiếu bình an. Vì con người mãi mê chạy theo danh, lợi, thú và kiêu căng, tham vọng, ngôi lời của Thiên Chúa đã nhập thể và ở với chúng ta. Đến với con người không bình an, đi vào thế giới không hòa bình, Thiên Chúa đã loan báo tin mừng bình an cho người thiện tâm. Và mặc khải chính ngôi lời là thủ lãnh hòa bình, như ngôn sứ Isaiah đã tuyên sấm: vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Và từ đó, ngôi lời đã dẫn chúng ta đi trên con đường hòa bình và đồng hành với chúng ta trên hành trình bình an. Thứ nhất, bình an của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã khẳng định với các tông đồ: bình an Ngài ban không là bình an của con người, và thế gian không ban được bình an này. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Nhưng thế nào là theo kiểu Thiên Chúa, và bình an nào là bình an của Thiên Chúa? Thánh Phaolô cắt nghĩa: một khi được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa. Như thế, để nhận được bình an là ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta phải trở nên công chính, nghĩa là được hòa giải với Thiên Chúa, được trở lại tương quan cha con với Thiên Chúa. Và để được hòa giải và nhận lại vinh dự cũng như quyền làm con Thiên Chúa, chúng ta cần đến máu của Đức Giêsu, cần sự chết của Ngài, như Thánh Tông Đồ dân ngoài đã khẳng định: Thiên Chúa đã để cho con của Ngài phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người. Bởi ngoài Ngài ra, không ai có thể hòa giải chúng ta là những người tội lỗi với Thiên Chúa. Và đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tóm lại, điều kiện quan trọng nhất để nhận được bình an của Thiên Chúa và được sống hòa bình dưới quyền của ngôi lời là thủ lãnh hòa bình, chính là tin Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và nhờ tin, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa trong Đức Giêsu, và nhờ Đức Giêsu, con một yêu dấu của Ngài.
Bình an còn là hoa trái và hướng đi của thánh thần. Bởi những ai sống theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc xác thịt, còn những ai sống theo thần khí thì hướng về những gì thuộc thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Nhờ thế, chúng ta được bình an trong tâm hồn, được vui luôn trong niềm vui của Chúa, và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí chúng ta được kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Đồng thời, tất cả chúng ta được liên kết, hòa bình với nhau, bởi chính Người là bình an của chúng ta. Người đã đến loan tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Thứ hai, khởi điểm của con đường hòa bình là thiện tâm. Là thủ lãnh hòa bình, là bình an cho nhân loại. Đức Giêsu là con đường dẫn chúng ta đi trong bình an, đưa chúng ta đến bến bình an. Và khởi điểm của hành trình bình an, hòa bình ấy chính là trái tim trong sáng, tâm hồn lương thiện. Nói cách khác, để nhận được ơn hòa giải với Thiên Chúa, điều kiện để có bình an, con người phải có thiện tâm, mỗi người phải có tâm thiện, mọi người phải có tâm hiền lòng ngay. Người có tâm gian dối, quỷ quyệt, xảo trá, lưu manh không thể đi trên đường bình an của Thiên Chúa. Kẻ có tâm độc ác, ganh ghét, hận thù, tham lam, bon chen, ích kỷ không bao giờ có thể cất bước trên hành trình bình an của Đức Giêsu. Bởi Thiên Chúa chỉ ban bình an cho người thiện tâm, ban bình an cho người có lòng ngay thẳng, ban ơn hòa giải cho những ai có trái tim yêu thương và nhận làm con cái những ai khao khát và nỗ lực xây dựng hòa bình. Vì thế, không phải tất cả mọi người đều được bình an trong tâm hồn, cũng như không phải tất cả dân Do Thái đã đến được Bethlehem để chiêm ngắm hài nhi bọc tả nằm trong máng cỏ. Nhưng chỉ một số ít người có lòng ngay, có tâm thiện, có trái tim không là xào huyệt của gian tham, dối trá, bạo lực mới được gặp Đức Giêsu. Thiên Chúa làm người, thủ lãnh hòa bình, Thiên Chúa ở với chúng tôi. Thứ ba, con đường hòa bình của Thiên Chúa dẫn đến những người bé nhỏ nhất trong anh em. Nếu khởi điểm của con đường Thiên Chúa muốn chúng ta đi là thiện tâm, nghĩa là một trái tim đơn sơ, rộng mở, một tâm hồn biết lắng nghe, một trái tim bằng thịt, ngập tràn thần khí mới, thì đích tới của hành trình bình an, điểm đến của con đường hòa bình mà Thiên Chúa làm người muốn chúng ta đi với Ngài lại là những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, như chính Đức Giêsu đã quả quyết trong tin mừng Matthew. Như thế, con đường hòa bình có đích tới là những người đói khát trần truồng, bệnh tật tù đầy, tị nạn, ít học, bần hàn cơ nhỡ, thất bại, bị ruồng rẫy, bạc đãi, khai trừ, bỏ rơi. Hành trình bình an có điểm hẹn cuối cùng là giây phút Thiên Chúa bất ngờ công bố phần thưởng. Hỡi những người được Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì mỗi lần các ngươi làm phúc cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Quả thật, sứ mệnh cứu thế của Đức Giêsu làm cho nhân loại một con đường, vì chính Ngài là đường, con đường có tên hòa bình, con đường mang tên bình an. Bởi bình an là ơn cao trọng nhất, hạnh phúc lớn nhất, và hòa bình là niềm vui vĩ đại mà ai cũng mong ước. Bởi bình an chính là Thiên Chúa, và hòa bình là hoa trái của Thánh Thần. Trên con đường này, Đức Giêsu muốn chúng ta đi theo Ngài. Trên hành trình này, Ngài kêu gọi mỗi người chúng ta nên thánh, như Cha chúng con ở trên trời là đấng thánh. Năm mới mở ra con đường mới với những bước chân mới.
năm mới bắt đầu hành trình mới với hành trang mới. Những bước chân thiện tâm và hành trang yêu thương phục vụ. Với những bước chân có khởi điểm thiện tâm, cùng hành trang bác ái đi về chung một điểm hẹn là những người bé nhỏ, yếu đuối, bất hạnh hơn mình. Chúng ta sẽ nhận được ơn bình an của Đức Giêsu, Vua bình an trong tâm hồn, trong cuộc sống. Và thế giới sẽ có hòa bình đích thực bền lâu trong ân sủng của ngôi lời nhập thể, vị thủ lãnh hòa bình. Và như thế, hành trình bình an của mỗi tâm hồn sẽ dẫn đến con đường hòa bình cho toàn thế giới. Xin Chúa chúc lành cho những trái tim đang mong mỏi lên đường đi theo vị thủ lãnh hòa bình để xây dựng hòa bình, và mọi người thiện tâm đang mơ ước và nỗ lực để được biến đổi thành khí cụ bình an, hầu suốt đời được phụng sự Chúa trong mọi người. Nắng xuân về, ngàn muôn bông hoa thắm hồng. Dưới khung trời, đàn em thơ ngây vui ca. Bên mùa xuân, khẽ hát câu ca mừng vui. Hỡi người, cùng đón xuân sang, xuân đến ban tình yêu. Chúa xuân về, là nguồn yêu thương bất tận. Chúa xuân về, mọi người nơi nơi an vui. Xin tạ ơn Chúa đấng ban cho mùa xuân an lành, hạnh phúc muôn nơi, con hát vang lời ca. Ngợi khen Chúa Giêsu, Ngài là mùa xuân mới mãi không tàn. Ơn phước cứu Chúa mãi luôn tràn tuôn. Ngài ban cho nhân gian tình thương, ban nguồn vui đến cho muôn người, để hôm nay đây mùa xuân mới an lành. Lòng vui sướng bên Ngài, vì một mùa xuân mới có Giêsu. Tay Chúa nắm giữ dẫn đưa đời con, tình yêu thương cha như đại dương, như dòng sông thắm mát tâm hồn. Mình sẽ hát sương tung hô danh ngày mai, Chúa xuân bình về, là nguồn yêu thương bất tận. Chúa xuân về, mọi người nơi nơi an vui. Xin tạ ơn Chúa đấng ban cho mùa xuân an lành, hạnh phúc muôn nơi, con hát vang lời ca. Ngợi khen Chúa Giêsu, Ngài là mùa xuân mới mãi không tàn. Ơn phước cứu Chúa mãi luôn tràn tuôn. Ngài ban cho nhân gian tình thương, ban nguồn vui đến cho muôn người, để hôm nay đây mùa xuân mới an lành. Lòng vui sướng bên Ngài, vì một mùa xuân mới có Giêsu. Tay Chúa nắm giữ dẫn đưa đời con, tình yêu thương cha như đại dương, như dòng sông thắm mát tâm hồn. Mình sẽ hát sương tung hô danh ngày mai, Chúa xuân bình an. Lòng vui sướng bên Ngài,
vì một mùa xuân mới có Giêsu. Tay Chúa nắm giữ dẫn đưa đời con. Tình yêu thương Cha như đại dương, như dòng sông tắm mát tâm hồn. Mình sẽ hát sương tung hô danh Ngài mãi.